Con mua cho xịt kiến luôn hả? Xịt mũi ha, chào cô. Ồ, con mua cái... Dạ con tài 66. Tài 66, ít Bình Dương. Ít Bình Dương ngồi đó thôi. À nhỏ. Dạ. Đừng có lạc ung sùm mấy chú. Dạ. Cô với Bình Dương lên. Dạ. Chị đi mà chị dẫn bị lạc dưới kia. Đây lạc cái đường dưới kia. Dạ. À, để cái đường dưới cái hỏi con nhỏ thôi. Nó chỉ chỗ chạy chánh lưu á. Chạy chánh lưu, bị lạc ở chỗ đó hả chị? Bị lạc chỗ đó. Dạ. Để này làm gì? À, để cô chị để dưới đấy không? Cứ nó dơ hay vậy? Chị để dưới thau đi chị. Chăm được qua. Quá quý. Cô mua cây kéo lên nữa cả nhà. À, con vịt quay ha. Cái này là cái gì chị? Vịt quay phải không? Để em lấy kiếm cái mâm. Đi rửa rồi hả? À? Để em coi có ai rửa không? À anh ấy đi rửa rồi. Để em vịt quay lên cái mâm ha. Xong hết hay là mấy tụi em dùng nhé. Dạ. Em cảm ơn chị. Dạ dạ dạ. Thì để cho tàn nhang cho cậu hưởng đi ha. Dạ. Chị nói trước. Dạ. Ờ, mình là đi chung với hai cô nữa luôn. Dạ. Ba chị em hả? Nhỏ nhỏ. Cái mâm bự. Cái mâm bự. À kia. Đây là cô để cái mâm bự, cô để trái cây nữa phải không? Chú kiếm cái mâm bự để trái cây nữa chú. Trong đây có cái gì để đem xuống không? Dạ. Chú lấy cái mâm chuối xuống đi. Mâm chuối này hồi nãy như cúng rồi mà. Cúng lâu lắm. À, cúng lâu rồi, đem xuống đi chú. À, chú đem cái mâm chuối đó xuống đi, cúng lâu rồi. Lấy cái mâm xuống, đem xuống để lấy cái mâm á chú. Dạ cô đợi xíu con lấy mâm. Dạ. Cô ba mày giúp một phút nữa đi mày. Dạ. Thuốc cơ quẹt luôn. Dạ bình bông nè, bình bông ở đây nè cô. Mình đâu có để bánh mì ra được. Dạ để ra đi chị, em có cái nhăn mũi. Em có cái nhăn mũi đuổi ruồi. Cô thấy tụi con quay nó mắc kéo phải không? Sao con cái chiếm hoài vậy? Dạ. Không phải đâu. Mắc. Đâu đừng quay cô, quay cô con ngại lắm. Dạ. Có 2-3 cây lẫn mà mắc đó cô. Chị để đi lát nữa em kiếm nhân mũi ra cái em để vòng vòng rồi. Dạ không, chị muốn để hết không hay là đại diện 1-2 ổ cũng được. Sợ nó rớt á chị. Sợ nó rớt rồi vậy đi. Rồi cái này chị lấy cái kéo chị cắt ra. Không cắt rồi chị, nhà ta cắt hết rồi. Hả? Cắt cái này hả? Không cắt cái hộp này đúng không? Cắt ra để cúng cho cậu đúng không? Bên kia có rau găm đúng không? Chị để bên hông này luôn đi. Khỏi để vô dĩa, mình để bên hông này. Dạ. Để vài miếng vừa cho tượng trưng với chị. Em nghĩ là gì nè. Cái dưa nữa. Dạ, dưa leo nữa. Dưa leo sắc ra. Để em kiếm cây mà. Cái. Đây chị. Để em kiếm cái dĩa nhỏ để bên cái chén được. Chị cắt đi chị cắt đi. Cắt dưa leo vô cái chén bên đây. Dạ. Tại vì ở mộ thì nó hơi gọi là thiếu thốn một xíu. Nên mình làm sao cho nó gọn gọn. Dạ. Quá quý luôn. Đem ra đi, để xíu em kiếm nhân mũi. Em lấy nhân mũi em đốt lên cho cái gùi nó đi. Còn cái bịch nước em nghĩ là chế luôn rồi chị. Chế vô luôn ha. Chế luôn dịch cho nó thấm nha. À, dạ. Khỏi phải để ra tô. Dạ. Chị ở Bình Dương đây không? Bình Dương luôn. Dạ. 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 Em chị ở chợ Thủ Dương 1. Chợ Thủ Dương 1. Chị ở em cũng gần mà chị. Nghe nói Bình Dương thì em cũng chỉ biết ở đây thôi chứ em không biết ở đâu. Tại vì em ở Sài Gòn em xuống. Em ở Sài Gòn mà ở quận nào? Em ở quận 10 chị. Dạ. Ở từ Sài Gòn xuống đây gần hơn 2 tháng qua rồi. Em chỉ biết ở đây thôi chứ không có đi đâu hết, không biết Bình Dương là ở đâu, chỉ biết ở đây thôi. Bình Dương là chợ Thủ Dương 1. Dạ.
Tại vì từ ngày cậu mắc thì có đợi em xuống đây em chia sẻ cho cô chú anh chị á xem, rồi em chỉ biết xuống đây rồi đi về thôi. Dạ dạ, trang bên dịch thôi chị, đừng có trang bên rau. Chị trang trứng trứng thôi nha. Dạ dạ dạ, cũng được. Thôi nửa bịch đi, nửa bịch đi, nửa bịch đi. Đấy, dạ dạ dạ. Dạ dạ. Giống như là mình cúng cậu thì cái gì cũng có miếng miếng cho nó đầy đủ. Có cái chén chưa chị? Được rồi, chị trang vô đây luôn. Chị trang vô luôn hả? Dạ dạ. Không sao. Dạ. Rồi, mình bưng ra trước đi. Bưng lên chị bưng được không à? Chị phải lau tay. Để mình kiếm nhân mũi đi. Nó thèm mấy ruồi nó cũng tảng tảng đi rồi. Nhân mũi là để đuổi ruồi của chú anh chị để đó chứ không phải cúng kiến gì. Đây đi đi đi. Đây thì chị đó sáng nay thì chiều nay thì cũng cúng dịch của hay. Với lại một mâm trái cây. Chú tiểu Hoa Chiên là cái anh cơ điện trong hai cô à, chỉ trực đêm thôi à, chứ ban ngày không có nó dạ. Ban ngày không được phép đi. Có bữa nào mà mình vô nó đúng nhà dạ. Đóng trời đốt bảo vệ đứng không nó không có được vô ông cũng chẳng nặng ra đây nè. À, lên lên chiều. Cái bữa mà 5 giờ ông nói sao giờ này ông nó cho vô nhớ. Cái nó ngồi ngoài nó than phiền sao mà nó trời ơi. Trời cô theo dõi em biên giỏi tối như ngày nào cũng theo. Cô tới giờ cô còn nhớ hả? Không nhớ, trời đất ơi. Con quên luôn rồi đó. Cô cầm nhặt mấy đứa nhỏ này nó cứ cười. Cái đó là những cái đặc biệt mà. Tối nhà cô cũng nhớ đúng không cô? Cái đặc biệt. Nó vô nó cúng hương cho mấy người ta gửi cho mà chị nó cho mấy tụi em luôn á. Dạ, cảm ơn chị. À, mặt mà con nhớ cái này có người á, con là 15 ớt ha, mà con gặp nhiều khán giả đây, khán giả chị ơi, ớt 15 nè, rồi 15 con ớt nè. Đây là ai? Này là bà xã của 15 con ớt. Bà xã đi đâu ra ngoài trước này, trước đầu ra của 15 ớt á. Nói gì chứ nãy giờ tôi cứ năn nỉ chủ đi chứ. Cấp nãy cũng nghe cái cô đó cô nói. Tôi cấp bạn nói cấp bạn nói lại bữa hôm chị cấp bạn lượng với cô nè. Quá trời nhiều cô. Dạ, không nhớ luôn. Dạ, là chị chỉ có con mèo. Con mèo hả? Còn có sao cái bà. Mình là có hai bà cô sang mà. Kim sang cũng có nè. Không biết. Còn Kim sang cũng có nè. Rồi cô nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn Ngọc Sang. Còn nhà Nguyễn là cô Kim sang là hai người là chỉ một thôi nghe. Con biết luôn đó, hai người một nít thôi đó. Một người xài hai nít. Dẫn coi con hai cái điện thoại luôn. Con biết hai người rồi. Cái người đó là hồi đó lên đêm biết bao nhiêu. Dạ sao cô hả dừa cô có gói thuốc ba số của nhiều trái dừa với sao cô thiếu hả bông trắng dạ bông trắng đây trái dừa cấp nãy có khách đó. Dạ có khách xin thỉnh rồi cũng tàn nhang khách nói là xin cái lọc của cô thỉnh mất tiêu rồi. Cấp nãy cô nãy dạ thường á thường là ở đây giống như đồ cúng ở đây là thấy tặng nhang dạ con dạ con cảm ơn dạ con cảm ơn cô cũng thức sớm như con như để mở Facebook coi tài đi lại đó nói gì dạ gán mở lớn là nghe vậy hả nghe con biết sao Nguyễn hay quá ha. Dạ rất là hay dạ. Đúng là tại vì buổi sáng á cô nghe cũng nói chung là cái lúc rõ lúc không tại vì ở đây ve á cô mấy con ve nó kêu quá trời mà nó ồn quá quý luôn tại nghe thông tin là cô nghe thông tin là con hy vọng là ngày mai sẽ được rắp mộ á dạ. Nghe hồi nãy tôi rõ ràng dạ mà cô không có dám mộ dạ.
cũng hy vọng là nếu mà có ráp thì ngày mai ráp mộ cho bà con cô bác cũng gọi là vui và yên tâm hơn. Có khi nào ráp mộ xong rồi giờ 3 ngày rồi vẫn đẹp hơn. Sao cô? Mong sao mà ráp mộ rồi cũng vui, xôn xao như con nghĩ là sẽ đông hơn nữa. Vậy hả? Con nghĩ là sẽ đông hơn nữa. Tại vì bà con cô bác sẽ mong chờ cái mộ của cô Năm và đến xem, đến viếng. Nhưng mà 2-3 ngày trước cái tin như vậy đó, rồi sợ cô không bác sao, ta buồn. Nhưng mà người ta nghĩ cũng như là cái chú Sơn nói thì người ta ái mộ cậu, thương cậu, đi cùng nhiều hơn nữa. Mình mong như vậy đi. Dạ đúng rồi. Hai chuyện nó khác nhau cô. Cho cô Tám gửi lời thăm chú Sơn ha. Chú Sơn thật nhiều với cô Loan cô. Dạ cô Thanh Loan. À, Thanh Loan như vậy cái, mà có Thanh Loan, Thanh Loan thì nó công đức trong này nhiều. Dạ cô chăm sóc mộ. Dạ. Với cái cô mà bạn áo tím đó, tôi ở cũng cả Cà Mau mà sao tìm cổ không ra. Cô đó lên được lần hai lần nghe cô. Hai lần. Hai lần dạ. Hát cái bài nhạc chế của gờ tự chế hay hay. Dạ. 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 Chứ mình nó chết là cũng giống như là mình mang tội vậy đó. Tại vì ở mộ con Năm là mình không lên sát sanh. Mình chỉ xịt chân những cái đốt thôi chạy đi. Cái chai hay cái chai xịt kiến hả? Đúng rồi. Đó nãy các cô mua chai xịt kiến đó tại sáng nay anh em mình xịt. Cầm nhầm đốt cho cậu nước bút cái. Vậy mình lấy ra mình xịt coi đuổi ruồi được không? Bây giờ xịt hả? Không xịt dưới đây nè, xịt dưới cái chiếu nè. Nó bay lên đó. Tại giờ có đồ ăn nhiều nè, nó bay dữ lắm, nó bay trong không khí mà. Tí xíu lại tí mà. Thấy không, ở trong phòng kính mà mình xịt có vài xịt thôi là nó mũi nó tự động nó chết luôn, đừng nói với mình. Còn có hộp quẹt. Bên đây anh kế cái hộp hùng vàng, cái màu vàng có cái rồi có lẽ là em xin phép xin tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Hủ vàng. Cái hủ vàng.